Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành tập đặt lệnh nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tập đặt lệnh trước chứ chưa khuyến nghị các anh chị sẽ vào luôn bởi vì là sau hôm qua thì em cũng nhận được một số những tin nhắn của các anh chị là các anh chị vẫn chưa biết là long sọt ở đóng vị thế như nào, nhiều khi nó bị loạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành tập đặt lệnh nhé, tập trước nhé. Thì chúng ta sẽ vào Smart Easy. Đây chúng ta gõ Smart Easy hoặc là truy cập vào smarteasy vbs com vn OK đầu tiên thì chúng ta vào trong cái biểu đồ này nhá thì chúng ta sẽ nên setup như hôm qua thì em Tùng đã hướng dẫn cho các anh chị rồi đấy là tùy vào cách đánh của mỗi người thì mỗi người sẽ có một cái cách đánh riêng với những cái chỉ báo khác nhau thì như em thì em hay dùng là cái chạc 5 phút thứ hai là em có sử dụng thêm chỉ báo là MACD Đây. Uh, một số các anh chị khác thì chúng ta có thể là sử dụng thêm đường MA nhé. Chúng ta sẽ sử dụng thêm đường MA. Thì ở đây thường là mọi người hay dùng hai đường MA đó là cái đường MA9. Đó, đường MA9. Và đường thứ hai đó là đường MA20. Đây, chúng ta sẽ điều chỉnh là 20. Đây, đường mai 20 sẽ là cái đường màu cam này nhé. Còn đường ma 9 sẽ là đường, cái đường màu xanh này. Và đây đường C, D Chúng ta cũng sẽ nên set up lại một chút màu sắc cho dễ nhìn nhé. Ok. À, đây là một cái hợp đồng mà cũng sáng. Thì em Tùng cũng có vào test thử đây cái thử đây là phải sinh ảo nhé cho nên là chúng ta không không lo là chúng ta bị mất tiền đâu nhưng ít nhất là các anh chị phải tập đặt được lệnh đã vì hôm qua thì chúng ta cũng đã học về những lệnh ở đây có ATO, ATC bây giờ là trong phiên LO rồi cho nên chúng ta sẽ không sử dụng được hai cái lệnh này nó thì chỉ có đến phiên chiều trong cái phiên ATC thì chúng ta mới sử dụng được lệnh ATC MTL thì nó giống như là lệnh MP nhé lệnh MP đó MAK, MOK thì các anh chị xem lại cái video ngày hôm qua nhé <laughs> Ok, ờ, đối với giá đặt ở đây thì nếu như mà chúng ta muốn đặt giá nhé Chúng ta đặt giá cụ thể, thí dụ như là các anh chị kẻ một cái đường ở đây Nó là cái đường hỗ trợ quanh cái vùng là 1013 Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ nhập trực tiếp ở đây luôn Đó, 1013 thì đây là dạng kê chờ Còn thí dụ ở thời điểm hiện tại mà các anh chị thấy muốn À, thị trường có vẻ muốn đi lên rồi đây thí dụ như là cái đường MA à, em cho cái đường MACD nó đang cắt lên thì các anh chị có thể bật luôn thì các anh chị sẽ bấm vào cái phần on off ở đây thì giá đây nó sẽ nhảy theo giá theo giá thị trường hoặc nếu không thì các anh chị có thể tắt đi và nếu mà muốn mua luôn thì chúng ta sẽ bấm là lệnh MTL ở đây thì giá đây nó sẽ hiển thị là MTL các anh chị nhớ nhá là phải tắt cái này đi thì thì mới để MTL được MTL được nhá nếu không chúng ta mà vẫn bật này chúng ta để MTL xong nó lại tiếp tục nó nhảy giá nhá đấy lại nhảy giá chúng ta phải tắt đi nhé đó ok số số lượng hợp đồng thì ở đây chúng ta có thể đặt đầu tiên là uh, lấy hai hợp đồng trước đi lấy hai hợp đồng đó uh, đây là phái sinh ảo thì chúng ta được cấp tận mấy trăm triệu cơ cho nên là chúng ta cứ test thử với một hai hợp đồng trước nhé ok sức mua đây này đấy, tiền ký quỹ là hơn 400 triệu đây nhé và sức mua đang là 23 hợp đồng. Ừ. Thì đối với việc mà chúng ta đánh thì đầu tiên chúng ta phải xác định được cái xu hướng này. Thí dụ như là có những gì tác động tới, thí dụ như đêm qua thì Fed cũng đưa ra những động thái nó sẽ tăng lãi suất. Thì đây là một trong những yếu tố nó khiến cho thị trường hôm nay của chúng ta mở cửa tạo gáp giảm. Đó. Và một cái phân tích của em Tùng là thường hay sử dụng là gì? Là trong một thị trường đang xu hướng tăng mà bỗng nhiên gặp phải một yếu tố nào đấy nó từ bên ngoài tác động vào thì có thể là nó sẽ xuất hiện những cái nhịp bị bán đầu phiên thế nhưng mà đối với cái việc mà phép tăng lãi suất thì gần như là mọi người đều các giới chuyên gia đều dự đoán được từ trước đó, các anh chị theo dõi thông tin báo đài thì đều đều thấy đúng không ạ thì có thể là cái nhịp phản ứng nó đã có phản ứng vào giá rồi cho nên là cái này thì em nghĩ chỉ là phản ứng tức tin của đêm qua thôi còn đâu là cái nhịp phản ứng của thị trường nó đã diễn ra từ những phiên trước rồi cho nên là xu hướng của hôm nay thì em đánh giá sẽ là xu hướng có thể là sáng có những nhịp điều chỉnh và xu hướng sẽ là hồi phục trong phiên đó thì em sẽ ưu tiên là em sẽ ưu tiên là vị thế là long đó thì thí dụ nhé các anh chị mà tham gia hai hợp đồng giả sử tiền các chị tham gia đầu tiên chúng ta chỉ tham gia hai hợp đồng thôi thì đầu tiên chúng ta nên chỉ đặt là một hợp đồng trước đó một hợp đồng trước nhé chúng ta sẽ đặt long nhé đây, ví dụ như là uh, thời điểm này là cái thời điểm mà cái đường MACD nó cũng đang chuẩn bị cắt lên rồi thì có thể chúng ta mua lấy vị thế trước một hợp đồng nó hiện tại nó không có phân kỳ gì nhá hiện tại nó đang không có phân kỳ gì thì chúng ta sẽ đặt theo dạng là mua tại chính cái vùng nền ở đây chờ bật thôi thủng đối với em tùng thì sẽ là thủng 1013 là ba điểm đây là sẽ cắt nó thủng 1013 đây là sẽ cắt hiện tại đang là 1016 nhá chúng ta nhìn thấy này <laughs> đây em sẽ mở cái biểu đồ nó to ra một chút nhé đây à, chúng ta nhìn thấy được là phiên sáng nay thì nó đang ở trong một xu hướng là nâng đáy cái đáy này đáy này đây trong chặt 5 phút nhé đang là ở mối xu hướng nâng nâng đáy ở đây <laughs> đây trong cái xuống nâng đáy nó thì có thể là em Tùng sẽ lấy vị thế ngay ở cái thời điểm này nó cũng không chênh nhau quá nhiều ok chúng ta sẽ thoát mình ra và chúng ta đặt là em sẽ đặt luôn cái lệnh là MTL ở đây một một không mười sáu ba nhá đây hoặc là chúng ta có thể đặt theo giá nhá một không mười sáu ba đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái bước giá của những người kê long và kê sọt đây Nhưng mà thường những cái này nó nhảy khá là nhanh Cho nên thường mọi người sẽ phải đặt luôn giá Hoặc là đặt MTL Đây, hiệu nhà em có thể đặt MTL luôn Đang giá 1016 long Xác nhận Đó Và sau khi, sau khi chúng ta đã khớp lệnh nhá Chúng ta đã có vị thế nhá Thì ở đây nó sẽ hiển thị là Hiển thị là có số 1 ở đây Số 1 màu xanh tức là chúng ta đang ở cái vị thế long Còn số 1 màu đỏ thì nó sẽ là vị thế sọt Thí dụ như các anh chị đánh 5 hợp đồng thì nó sẽ là um, số 5 màu xanh Còn các anh chị là sọt 10 hợp đồng thì nó sẽ là số 5 màu đỏ Các anh chị luôn luôn nhớ nhé Và khi nó vẫn còn số ở đây tức là chúng ta vẫn còn vị thế Và các anh chị phải có những hành động là quản trị Cũng như là chúng ta phải phải đế mà, mà đóng vị thế chứ không vào đến khi là các anh chị đã có việc đi đâu cái mà chúng ta lại vẫn để vị thế đấy thì có thể là thị trường nó không đi theo kịch bản của chúng ta dự đoán mà có thể nó có những cái pha co giật khiến chúng ta lỗ rất nhiều là không được nhé đấy ok thì cái lợi nhuận và cái mức thua lỗ mà của chúng ta đang có ở đây ấy, thì nó sẽ hiển thị ở phần lãi lỗ chưa đóng đây nó sẽ sẽ là phần lãi lỗ chưa đóng nhé đây nhá đây là lãi lỗ chưa đóng của chính cái hợp đồng này tức là cái lợi nhuận này nó đem lại từ những cái vị thế chúng ta đang mở nhé. còn cái tổng lợi nhuận thì có thể là các anh chị đã đóng lợi nhuận rồi các chị đóng hết vị thế rồi là có lãi từ những hợp đồng trước nó thì nó sẽ cộng dồn vào đây nhá đây nó sẽ cộng dồn vào đây đó cho nên là có những trường hợp mà chúng ta có lãi ở đây nhưng mà trên này nó vẫn thể hiện lỗ tức là những cái hợp đồng trước chúng ta đóng chúng ta đang bị lỗ quá nhiều hoặc là có thể chúng ta đấy đang lỗ nhưng mà trên này vẫn xanh tức là chúng ta đang cái phần lợi nhuận chúng ta đã kiếm được lúc trước ấy, thì nó đang nhiều hơn so với cái lỗ mà hiện tại nó hiện tại thì so với cái mức giá mà đây em danh sách lệnh nhé ở đây là em Tùng đã có đặt một cái lệnh ở đây đặt một cái lệnh ở đây là khớp ở một một không sáu một nó đã khớp còn cái lệnh long này là lệnh mà em đóng vị thế hôm qua nhé. Hôm qua em để hai hai vị thế sọt qua đêm nhé. Thì nó đã có lợi nhuận ở đây. Thì sáng nay em đặt hai cái lệnh long lại để mà chốt. Đó, rồi chốt cái, cái lệnh sọt hôm qua. Ok, đóng vị thế nhé. Đấy thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có mức lãi là 100.000. Thì nếu như bây giờ nhé, nếu như bây giờ chúng ta đóng vị thế. Đấy, chúng ta nghĩ là à thôi, thị trường đang đi theo cái biên hẹp này. Đây có thể là một cái biên tích lũy ở đây. đây giả sử anh chị nghĩ là nó đang theo cái biên này thì xuống dưới các chị long lên trên các chị sọt chẳng thế thì chúng ta sẽ đóng vị thế bằng cách nào chúng ta đang có một hợp đồng ở đây thì chúng ta muốn đóng là chúng ta sẽ sử dụng một lệnh sọt bởi vì đây là đang long mà cứ một hợp đồng long thì sẽ kết thúc bằng một hợp đồng sọt đóng vị thế bằng sọt và ngược lại nó sẽ là hoàn hoàn thiện một cái hợp đồng mua bán đúng không ạ long thì nó giống như là mua còn sọt là bán ví dụ như là cơ sở thì chúng ta phải mua xong thì chúng ta mới bán được thì kiểu gì cũng phải bán thì mới là chốt đúng không ạ nó chốt lãi được thì ở đây là cũng tương tự như vậy khi chúng ta long không có thì chúng ta mua và sọt lại thì nghĩa là bán và ngược lại thì sọt thì tức là bán trước và long là mua sau thì nếu các anh chị mà sọt thì chúng ta cũng sẽ là muốn đóng vị thế chúng ta phải long lại đó ok Ví dụ ở đây nhá thì em sẽ lấy ví dụ cho các anh chị là thôi em thấy mức lãi 100.000 là hợp lý và giả sử như chúng ta sợ giả sử như chúng ta sợ là thị trường chỉ hồi được đây thôi và thị trường có thể là sẽ có những nhịp đạp tiếp. Đó, nhịp đạp thì có thể là nó sẽ đạp trong phiên xong lại kéo lên nó cứ đạp zig zag này. Thì thế nhưng mà em sợ là mất lãi chẳng thế, sợ mất lãi hoặc là có thể là thị trường sắp đảo xu hướng rồi thì chúng ta có thể là đóng đóng đây chúng ta sẽ đóng bằng một lệnh sọt đó một là chúng ta đặt mtl hoặc là chúng ta sẽ đặt lệnh luôn 1017.2 đi đấy 1017.2 và chúng ta đặt cái lệnh sọt đây ok chưa đó thì lệnh của chúng ta sẽ là lệnh cây chờ chúng ta vào danh sách lệnh nhé nó danh sách lệnh là chúng ta đang đặt là hợp đồng viên 30 F2303 cái này thực ra thì gần như chúng ta không cần quan tâm đoạn này đâu chúng ta chỉ quan tâm lệnh sọt này khối lượng đặt này giá đặt này nó và khớp chưa thế thôi đó đây uh, lệnh của chúng ta đã khớp nhé cho nên là khớp thì nó sẽ biến mất cái phần vị thế ở đây khớp thì sẽ biến mất cái phần vị thế ở đây không có vị thế nào tức là chúng ta đang đóng hết vị thế rồi và lại lỗ chưa đóng thì bây giờ là bằng 0 bởi vì không còn vị thế. Đó, đây chúng ta sẽ xem danh sách lệnh Đã khớp nhé. Đó. Long là 1016 và uh, sọt lại đóng vị thế là 1017.2. 1016.1 đến 1017.2 thì tức là chúng ta đã được lãi là 110.000. Bởi vì là ở đây là 1.1 điểm đúng không ạ? 1.1 điểm thì tương ứng là 110.000. Đó. Ok. Đây, tiếp theo nhé, bây giờ chúng ta cũng thử đặt lệnh nhé. Thí dụ chúng ta thử đặt lệnh với nhiều hợp đồng hơn, thí dụ là 5 hợp đồng đi. này em lấy ví dụ để sau này chúng ta đóng đóng vị thế cho các chị xem nhé. Ok, thí dụ như là em sẽ kẻ một cái đường xu hướng ở đây. Cái đường xu hướng này. Đây, có thể em sẽ nâng mua lên có thể là sẽ nâng mua lên là 1016.2 ở đây. À cao hơn một chút đúng không? Ok, cho cao lên một tí đi, 1016.3 đi chẳng thế. Thực ra nó không chênh nhau quá nhiều này chúng ta không cần phải lăn tăn quá nhiều nhé. Chấm mấy thì nó không không ảnh hưởng lắm đâu. Đây ví dụ là 10 1016 3 và chúng ta đặt lệnh long. 5 hợp đồng nhé, chúng ta sẽ đặt đây 5 hợp đồng. Đây, Long. Đó, thì chúng ta bắt đầu là có một cái lệnh chờ ở đây. 5 hợp đồng, lệnh Long nhá. 1016.3. Trạng thái đang chờ khớp. Đó, giá thị trường đang là 1016.9. Đấy, có thể là đôi khi chúng ta nghĩ lệnh Long mà chúng ta đặt thấp chúng ta tiếc rẻ một chút thì thị trường lại lên một không mười bảy lúc đấy thì chúng ta quan sát thì nó đang ở khoảng tầm một không mười sáu sáu đấy chúng ta ngồi chờ một chút xem liệu có khớp được không Đấy, nó lại lên 117.2 này, 1017.2.3 luôn này. Bởi vì là đối với phái sinh ấy, thì chúng ta có thể đánh nhiều vòng được. Đó, đấy, lên rất mạnh luôn. Chúng ta có thể đánh nhiều vòng được chứ không phải như cơ sở. Một ngày, Thí dụ như các anh chị có một hợp đồng, các anh chị có thể là cả long cả sọt làm rất nhiều vòng. Thí dụ như thị trường đi biên hẹp như này thôi, các anh chị vẫn có thể kiếm được rất là nhiều, chẳng hạn thế. Nhưng ngược lại sai thì cũng, cũng lỗ rất là rất là nhanh một hợp đồng các chị có thể long sọt thí dụ như vừa rồi là một hợp đồng nhé giả sử một hợp đồng chốt xong lại làm vòng nữa chẳng thế đó nhưng mà thực ra không không ai giỏi được mức đấy đâu anh chị nhé không không ai giỏi được mức đến đấy chỉ có lái thôi anh lái muốn thế nào thì, thì đi theo thế thôi đấy một hợp đồng các chị có thể long sọt liên liên tục vài chục hợp đồng vài lần vài vòng vài chục vòng cũng được thí dụ như vừa rồi mà chúng ta lại giả sử chúng ta không đặt cái không đặt cái lệnh lệnh lo nữa chúng ta không đặt cái lệnh cụ thể nữa cái giá cụ thể nữa thì có thể là chúng ta khớp được thì đâu đấy là lúc nãy cũng được khoảng à, giả sử như là được cũng hơn một điểm ở đây chẳng thế đó hoặc có thể là vì việc là chúng ta đóng sớm chúng ta nghĩ là chúng ta ăn vòng nữa nên chúng ta lại có khi lại mất cơ hội đúng không ạ? đó lúc nãy nếu mà chúng ta để thì có thể là từ 1, 0, 16 1 mà lúc nãy nó lên được đến tận là đi 1017.8. Đấy thì có thể là chúng ta đã mất đi 60.000 nữa chẳng thế. Ok. Đây, ví dụ như là theo phân tích kỹ thuật thì ngoài cách chị để biểu đồ đây nhá chúng ta vẫn có thể là chúng ta sẽ sang những cái biểu đồ bên fan này cho nó to cũng được đây, nó y hệt nhau thôi, nó y hệt nhau thôi. Đây, ok, giả sử như bây giờ chúng ta nghĩ thôi, nó, nó nó sẽ không về được được cái giá đấy, chúng ta sẽ vào lệnh nhé. Và danh sách lệnh chúng ta bấm hủy thì có cái có cái thùng rác ở đây này, các anh chị bấm vào đây, bấm nó hủy nhé, xác nhận này. Đó, trạng thái đã hủy nhé. Ok, và chúng ta sẽ đặt một cái lệnh long tiếp nhé. Thí dụ như là chúng ta sẽ đặt từ 1017.2 đi. Hoặc là chúng ta khớp luôn chấm 3 đi. Đây, MTL luôn này. Long, 5 hợp đồng. Đó, chúng ta đã có vị thế nhé. Chúng ta đã có 5 vị thế là long ở đây nhé đây này các anh chị nhìn này đây cái lãi lỗ này, nó nhảy rất là nhanh một hợp đồng thì nó nhảy ít nhưng mà năm hợp đồng nó nhảy rất là nhanh đây chúng ta đã khớp được 1017.1 Đấy, tức là cái này thì nó sẽ nhảy khá là nhanh cho nên là mắt chúng ta nhìn thấy là 1017.3.4 nhưng có khi khớp lại chấm 1 Đấy, đây phần lãi lỗ nhé thường thì uh, hôm qua em tùng cũng giới thiệu cho các anh chị cả cái lệnh MAK ở đây tức là hai cái lệnh MTL và MAK là được sử dụng nhiều nhất thế nhưng mà um, thường thì mọi người sẽ dùng nhiều nhất là cái MTL đó sau khi khớp được xong thì lúc đấy chúng ta sẽ uh, tính đến chuyện là cắt lỗ như thế nào đúng không? Đây chúng ta sẽ bắt đầu đặt những cái lệnh stop order ở đây hoặc là những cái lệnh khác đây lệnh điều kiện nhá với cái giao diện của bên phái sinh ảo thì nó sẽ hiện giao diện như này còn đâu phái sinh thật thì nó như này Để, nó sẽ chia ra hai cái hai ô khác nhau luôn lệnh thường này lệnh điều kiện này nó lệnh điều kiện thì có thể chúng ta sẽ đặt những cái lệnh stop order đây nó Đấy, tức là bây giờ chúng ta đang có lãi ở trên năm vị thế long là 190 000 Thế vậy thì chúng ta muốn đóng vị thế nhé. giả sử chúng ta muốn đóng hai vị thế thôi, chúng ta chốt lãi hai vị thế và chúng ta gồng ba vị thế trạng thế. Thì chúng ta sẽ đặt là ở đây là điều chỉnh là đóng hai vị thế. Và chúng ta sẽ sọt lại nhá, sọt lại. Thì các anh chị có thể đặt giá cụ thể ở đây, Thí dụ như là chúng ta sẽ đặt là 1017.8 đi. Đó, xong chúng ta bấm sort. Đó, xác nhận. Đấy, thế bây giờ chờ chờ là khớp thôi. Nhưng mà với những cái cái mức nó chênh nhau không nhiều như này thì thường là các chị không nên đặt như này. thí dụ như là chúng ta kê chờ thì chúng ta đặt cái mức nó cao cao này này thí dụ là 1018 hẳn trên này đi thì chúng ta mới nên kê chờ như này còn đâu là nó đang 117.7 với cái chấm 8 nó không chơi nhau nhiều thì tốt nhất là chúng ta nên là đặt luôn cái lệnh MTL Đấy, lên chấm 8 này Đấy, khớp rồi nhá. Các chị nhìn thấy chúng ta còn 3 vị thế nhá. Đây còn 3 vị thế nhá. Đây, đã khớp này. Đã khớp này. Giá đặt này. Nó chúng ta đã khớp hai lệnh. Và bây giờ chúng ta còn 3 vị thế bây giờ mà chúng ta muốn đóng hết luôn chúng ta bảo à thôi hôm nay chơi thế này thôi hoặc là chúng ta không có thời gian hay gì đấy chúng ta sẽ đặt nốt ba vị thế này nhớ nhắc anh chị nhá đặt nốt ba vị thế này ở bên anh chị chờ chút ạ đây thì bên này thì cũng, nó cũng sẽ hiển thị ở đây nó cũng sẽ hiển thị cái vị thế ở đây sức mua là một bởi vì là chúng ta có 23 triệu đây chỉ sức mua có một hợp đồng thôi đó ở đây nó sẽ có những lịch sử khớp lệnh ở đây lịch sử khớp lệnh chính là cái thực ra cái này chúng ta không quan tâm đâu bởi vì nó không giống như cơ sở cơ sở chúng ta còn nhìn cái này nhưng mà đối với lịch sử khớp lệnh thường là ít khi chúng ta nhìn đây sẽ thi thoảng là sẽ có một số những lệnh lớn thì thực ra thì nó cũng không 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 dễ dàng phân tích như cơ sở thì chúng ta cũng không quá quan tâm nhiều. đấy, ok, uh, theo như cái dự đoán của em Tùng trong kịch bản ngày hôm nay á, thì thực ra cái này thì em Tùng cũng đã có một cái nhận định ở trong room khách hàng cơ, trong room khách hàng từ tối qua, tức là tối nay ra một số thông tin liên quan đến động thái tăng lãi suất từ Fed, tuy nhiên em đánh giá là đã được phản ánh phần nào uh, rồi. Uh, cũng như là giới đầu tư cũng đã dự đoán từ trước nên nếu phiên này có nhịp điều chỉnh chúng ta sẽ tham gia mua một số cổ phiếu tức là cái kỳ vọng của mình và cái kịch bản của mình thì vẫn là thị trường đang được đánh lên thì những cái nhịp như thế này sẽ là những cái nhịp mà chúng ta sẽ uh, đối với thị trường cơ sở là chúng ta có thể là mua còn đối với phái sinh thì chúng ta sẽ có thể là sọt đầu phiên xong là đến giữa phiên hoặc là chúng ta sẽ long lại đây thí dụ như là vừa rồi nhé đây, chúng ta đặt lệnh long đang đúng xu hướng này và được 480.000 ở đây. Đó, thì đầu tiên nó phải xuất phát từ cơ sở trước nhé. Nó phải xuất phát từ cái xu hướng nhận định từ cơ sở. Đó. Nếu như vừa rồi mà chúng ta không không đóng hai cái lệnh kia thì bây giờ còn lãi rất là nhiều. Đó. Ok. À, xu hướng hiện tại là như vậy. Các anh chị nào mà muốn thì chúng ta muốn nắm lâu thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ chờ đợi thêm hoặc là đang xuống tốt này thì chúng ta vẫn chờ đợi thêm đó, thế là ba hợp đồng kia là lãi được 1 triệu 2 đây. <laughs> Thực ra sức mua đối với tài khoản tài khoản ảo này thì sức mua lên tới tận hai mấy hợp đồng cơ. hai mấy 30 hợp đồng cơ. Nhưng mà em thì không muốn là mua hết bởi vì là mua hết ở đây ấy, giả sử trong trường hợp là lãi rất nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái ánh hào quang và sẽ khiến cho các anh chị đôi khi là nó bị bị mờ mắt ấy vì nhìn thấy lãi nhiều quá nó lại làm đi chúng ta có những quyết định nó không không đúng đó và chúng ta bị phô mô vào là rất dễ là chúng ta sẽ sẽ bị thua lỗ rất nặng khi các anh chị còn chưa quen đặt lệnh các anh chị nhé ok thế vậy thì em sẽ thử để cái lệnh này thực ra thường mọi người sẽ ít khi thử lắm mọi người sẽ ít khi kiểu là bỏ bê tài khoản phải sinh lắm thường đã ngồi chơi là phải bám bảng à. OK, thế vậy thì, vậy thì chúng ta tạm thời là chúng ta sẽ uh, em thử để nhé và thử để cho đến uh, đến phiên chiều nay xem nào thử để Còn đâu nếu mà như, như bình thường ạ là chúng ta sẽ phải chốt luôn ở, ở thời điểm hiện tại rồi nếu như chúng ta không bám bảng được anh chị nhé ok Đấy, thời điểm này hiện tại đang là đang lãi được hơn 700 nhé cộng với lúc sáng cũng lãi được thêm tí nữa nhé để xem đến chiều nào Ok, đây là phiên chiều các anh chị nhé Bây giờ hiện tại đang là 2 giờ 9 phút Thì ở cái thời điểm này là thời điểm mà cũng tương đối nhạy cảm Mặc dù chúng ta cũng đã có một cái mức lãi Lãi này thì chỉ là lãi trên lãi ảo nhé Không phải lãi thật các anh chị nhé Đây chúng ta đang giao dịch ở tài khoản phái sinh ảo Đây vẫn là những cái lệnh của chúng ta trong sáng nay Sáng nay chúng ta đã chốt bớt hai vị thế Và chúng ta sẽ chỉ còn giữ lại là ba vị thế thôi thì ba vị thế long của chúng ta thì cũng đã có một bức lãi từ cái thời điểm mà chúng ta chúng ta long ở đây là 1017.1 nhé 1017.1 đến nay thì ba vị thế là được là 2 triệu 9 đây chúng ta long từ cái thời điểm sáng nay ở đây cơ thực ra thì không ai có thể ăn được hết như thế này đâu anh chị rất lưu ý nhé rất lưu ý là rất khó để cho anh chị có thể nắm giữ được đến thời điểm hiện tại không hề dễ bởi vì sao bởi vì là từ cái thời điểm mà chúng ta long thì em nhớ không nhầm là chúng ta long ở cây này đây một một ở đây thì sau đấy khi mà chúng ta ở cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu chúng ta không chúng ta để hợp đồng đó vị thế đó chúng ta không làm gì nữa à, chúng ta bảo để đến chiều nhưng thực tế là gì cái thời điểm đấy là có những lúc mà chúng ta đã được khoảng tầm 3 điểm ở đây là một mức lợi nhuận khá là tốt nhé. Thế nhưng sau đấy ạ, không chốt nếu như các anh chị vẫn bán bảng không chốt thì thị trường đã có những thời điểm là đã xuống rất sâu ở đoạn này. Đó, chúng ta mất hết lãi và thậm chí lỗ ngược lại và lúc đó nó sẽ gây ra một cái tâm lý cực kỳ nặng nề cho các anh chị. Đây từ 1017.1 và đã đến có những thời điểm là mức xuống mức giá thấp nhất là 1015. Thì tức là chúng chúng ta đang bị lỗ hai điểm. Và nhiều khi với những nhà đầu tư mà chúng ta nhìn thấy cái việc mà cái kênh đến 5 phút này cứ mỗi lúc nó giảm một tí, mỗi lúc nó giảm một tí. Và có khi đến những thời điểm như thế này này là những thời điểm mà các anh chị không chịu được nữa và các anh chị cắt đi nhé. Các anh chị đóng vị thế, cắt lỗ. Cắt lỗ gì? Cắt lỗ bằng chính là một vị thế sọt. Thì có thể là sau thời điểm đấy là chúng ta lại cắt đúng đáy. Đó, đây là tài khoản ảo chúng ta có thể để như này được còn tài khoản thật chúng ta không để được như này đâu các anh chị nhé không để được như này đâu đó và thứ hai là gì là kể cả trong những cái cây chúng ta nhìn bây giờ nó đã qua rồi chúng ta nhìn những cây như thế này thì chúng ta nghĩ là nó bình thường vẫn xu hướng lên nhưng có những thời điểm đây thí dụ như là thời điểm 11 giờ 5 phút nó được kéo lên xong bị bán ngược trở lại có khi là chúng ta không chịu được là chúng ta bán bán hòa vốn hoặc là chúng ta bán lỗ ở đây nhé đó, thậm chí là những cây break ở đây này cây break ở đây xong là vẫn còn test lại như này hoàn toàn chúng ta có thể là uh, bị bán ở những cây này hoặc là những cái cây này sau khi ở lúc 13 giờ25 phút tăng rất mạnh và phiên cái cây sau đó là cây 13 giờ30 và 13 giờ35 bị bán ngược trở lại tạo ra cây nến rất xấu thì có thể các anh chị đã bán đúng cái này đó thì đây là trong những cái mà thứ nhất là nó có cả yếu tố về kỹ thuật thứ hai đó là kể cả diễn biến về tâm lý bây giờ là chúng ta các anh chị sẽ luôn luôn gặp phải cái trường hợp là gì là các anh chị đánh lúc mà tài khoản ảo thì các anh chị có thể bỏ mặc như này thì có thể lãi nhưng đến khi tài khoản thật các anh chị không bỏ được đâu nó chỉ biến động lên có một hai điểm thôi các anh chị đã cảm thấy rất là áp lực rồi đó chưa chắc là đã được cái mức lãi như thế này đâu nhá ba hợp đồng chưa chắc đã được mức lãi đến đến ba triệu bảy như này đâu đó thì đối với phái sinh ảo này thì các anh chị cần phải có một thời gian rèn luyện rất kỹ. Đầu tiên, em Tùng vẫn nhấn mạnh là gì? Là các anh chị phải quen được với các lệnh. Quen được với các lệnh. Thí dụ như là chúng ta phải quen những đặt những cái lệnh như là uh, đặt lệnh chốt lời đây. Thí dụ như là stop loss hoặc là stop order ở đây nhé. Các anh chị phải quen đặt những cái lệnh ở đây. Đó, MTL là gì, MAK là gì, MOK là gì. MOK thì chúng ta không dùng mấy nên là thôi các anh chị có thể chúng ta bỏ qua cái lệnh này nhưng mà những lệnh mtl này mak này uh, stop loss này nó stop order này thì chúng ta nên có sử dụng tốt nhất là đối với đánh phái sinh thì chúng ta nên ngồi bảng chúng ta nên ngồi bảng một chút đó có thể là ngồi bảng bởi vì là có những thời điểm ạ uh, có những có những phiên là chúng ta sẽ uh, không thể nào mà chúng ta lường trước được những cái biến động nó cực kỳ lớn thí dụ như phiên hôm nay em đánh giá là một phiên dễ phiên này nay là một phiên dễ đánh bởi vì là những cái yếu tố chúng ta đã phân tích thí dụ như là em Tùng đã phân tích từ trong cái bản tin đầu giờ sáng này, này. bản tin em xin nói đây bản tin từ tối qua này đó và sáng nay thì cũng cũng đưa ra một cái chiến lược cho các anh chị là phiên sáng nay thị trường phản ứng với động thái sẽ tiếp tục tăng lãi suất của Fed nên anh chị có thể uh, có hàng sẵn tranh thủ mua vào lướt t không nhé thường thì khi thị trường đang ở trong một xu hướng đi lên ở đây là đi lên nhẹ nhá mà bỗng nhiên gặp áp lực bán từ một điều tố bên ngoài thì thường sẽ có nhịp hồi phục ngay trong phiên thì đây chính là cái mà luận điểm để cho chúng ta có thể là đưa ra những vị thế long trong ngày đó còn cơ sở thì bên em hôm nay cũng có mua cũng có mua theo uh, xuôi theo chiều nhận định đó là mua ssi vùng 19.2 19 <laughs> ok đối với video này chỉ mang tính chất là diễn biến tâm lý cho các anh chị và hướng dẫn cho các anh chị những cái lệnh chúng ta đặt như nào vị thế chúng ta như thế nào nó Đó, đóng vị thế như thế nào Các anh chị nhé ok thì đây nhá hiện tại chúng ta đang có ba vị thế ba vị thế thì bây giờ muốn đóng lại vị thế để cho chúng ta chốt lãi nhá nếu mà chúng ta chưa chốt thì phần lãi này chưa chắc là phần lãi của chúng ta nhé tí nữa ấy, nó mới xuất hiện một cái cây dài ngoằng như này này nó là có khi chúng ta cắt đúng đáy đấy chưa biết là là cây này là để xuống thật hay là chỉ là xuống giả vờ nhưng mà phái sinh nó sẽ có những pha giật kinh khủng như này giật 10 điểm 15 điểm một chỉ trong có tích tắc thôi là chuyện rất là bình thường đó và nó có thể quét stop loss đó thì thường những cái thời điểm đến gần cuối phiên tốt nhất là chúng ta không nên chơi sau 2 giờ thường là như vậy nó bây giờ đã là hai giờ mười sáu rồi chúng ta sẽ đóng vị thế nhá chúng ta đã, đang có ba vị thế long thì bây giờ chúng ta muốn đóng vị thế và Ờ... Uh, để tiền đó là của chúng ta đút vào trong túi thì chúng ta sẽ đặt một cái lệnh ở đây là MTL đó và chúng ta đặt một cái lệnh sọt trở lại đó cái giá này thì cũng được hoặc là các anh chị đặt giá cũng được nhưng mà giá thì có thể là lại chưa khớp mà hiện tại thì mức lãi cũng đã khá là ổn cho nên là tôi tốt nhất là chúng ta nên là dùng lệnh MTL đó sọt lại ba vị thế đây chúng ta sẽ để là ba vị thế đây nhá hai ba OK sọt đấy thì là chắc chắn luôn là chúng ta sẽ được khớp ở đây sau khi khớp xong là lại lỗ trừ đóng sẽ bằng không, bởi vì chúng ta hết vị thế rồi, đúng không ạ? Vị thế đây bằng không, đây nó chỉ có một cái dấu trừ đây thôi, đó. Ok thì tạm thời tổng kết đối với phiên này thì theo cái phương pháp chúng ta nhận định à là chúng ta đúng, đó. Và các anh chị cố gắng là gì những cái phiên nào mà có nhiều yếu tố để cho chúng chúng ta phân tích ấy. và chúng ta cảm nhận là cái tỷ lệ phân tích và chiến thắng của chúng ta cao thì chúng ta mới chơi còn những phiên mà không rõ xu hướng hoặc là chúng ta vẫn còn cảm giác là mơ hồ 50 50 ấy, thì tốt nhất là không nên tham gia các anh chị nhá và các chị cứ tập luyện đi tập luyện đặt các lệnh ở đây đi đó cứ nhớ là các anh chị cứ thật cứ tập đặt lệnh ở đây và sẽ ôn lại những cái lệnh mà em tùng hôm, hôm qua đã hướng dẫn cho các chị các lệnh này là như thế nào thực ra quanh quẩn chỉ có vậy thôi đúng không ạ ok thế giả sử mà chúng ta đã tất toán lại lỗ nhảy rồi xong thì chúng ta sẽ rút tiền giả sử như là các anh chị cần việc gì đấy hoặc là chúng ta không chơi nữa thì chúng ta sẽ đăng nhập vào em giả sử nhá giả sử đây là cái tài khoản thật của chúng ta nhá lãi rồi ok lãi năm sáu triệu hôm nay đi đi mời bà xã đi ăn nhà hàng mùng tháng, tháng 3 đúng không ạ tặng hoa mua hoa quả rồi bét là nhẹ vui cả gia đình vui đúng không ạ thế nhưng mà chẳng may hôm nay lại nhầm một cái lệnh sọt nữa thôi chắc là hôm nay anh tăng ca các bạn. em thông cảm hôm nay anh về muộn. Ok. Thế nhá, chúng ta sẽ vào mục chuyển tiền này. Chúng ta bấm ấn rút ký quỹ nhá. Hôm qua thì chúng ta hôm qua thì chúng ta nộp ký quỹ nhưng mà bị chậm thì cái chậm này nó là chậm của VSD nhá. Bởi vì là có những thời điểm là có cái lượng tiền người ta nộp ký quỹ rất là nhiều thì Uh, cái tình trạng bị chậm nộp ký quỹ tại VND nó diễn ra thường xuyên, cái này là cái mà thường xuyên. đó, cái này thì chúng ta cũng không biết thế nào, chỉ chờ các bác uh, hoàn thiện hệ thống thôi, rút kỳ quỹ nhá, thì chúng ta sẽ bấm vào rút kỳ quỹ ở đây. đó, lại vừa ra thông báo là có thể là chậm rút kỳ quỹ này, các anh chị nhập số tiền đây, xong là chúng ta bấm vào xác nhận thế là được. Thế là lúc tiền này thì nó mới ra tài khoản tài khoản của chúng ta. Nó mới là tiền mặt. Và sau đấy chúng ta sẽ chuyển từ cái tiền đó. Chuyển từ tiền đó sang đây này chúng ta vào chuyển khoản đây này. Sau khi rút cái quỹ xong nhá chúng ta vào chuyển khoản. Đây. Thì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ chọn danh sách này. Nếu mà các anh chị đã lưu thì chúng ta sẽ chọn đây luôn. Không thì chúng ta sẽ nhập cái số tài khoản ở đây. Đó. Thì ở đây thì là chuyển khoản nội bộ tức là chúng ta sẽ chuyển sang cái tài khoản đôi 1, đôi 3, đôi 6. Còn đâu chuyển khoản uh, qua các ngân hàng thì chúng ta sẽ nhập tên ngân hàng ở đây. Đó, chúng ta rút tiền ra nhé. Đây gọi là rút tiền ra nhé. Tài khoản nhận, họ tên, tỉnh, thành phố, chi nhánh ở đây. Hoặc là chuyển khoản nhanh NAPAD ở đây. Ok chưa ạ? Dạ. Đó. Sau đó chúng ta bấm xác nhận thôi nội dung thì không cần nội dung thì có thể là các chữ để mặc định đây không cần không cần thiết xong bấm xác nhận nếu anh chị có thể lưu lại nhé nhớ lưu lưu lại để lần sau chúng ta không cần phải nhập lại nữa nhé ok thì đó là một vài những cái thao tác đầu tiên là chúng ta sẽ tập đặt lệnh còn em sẽ không khuyến khích các anh chị tham gia luôn không khuyến khích nhé các anh chị cần phải có một thời gian rất là dài để mà quan sát trước và chủ yếu nhé chủ yếu là chúng ta sẽ tham gia trong những cái thời điểm mà thị trường khó khăn hoặc là thị trường gặp những áp lực bán lớn thì chúng ta tham gia với những vị thế sọt là mang tính chất là phòng vệ là chính còn đâu chết đinh em vẫn khẳng định lại cho các anh chị một lần nữa là đến 95% và thậm chí còn hơn 95% những nhà đầu tư tham gia vệ sinh đều thua lỗ trên một cái con đường dài nếu như ngày nào cũng cũng chết đinh chết đinh không lại ở đâu anh chị ạ đó chỉ dùng với mục đích phòng vệ bởi vì là đến ngay cả những cái quỹ lớn thì họ cũng sử dụng công cụ phái sinh để phòng vệ đó. có những cái thời điểm thí dụ như thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta đang có dấu hiệu khá là tốt thì chúng ta lại sang cơ sở. Thí dụ như bên em hôm nay đây, bên em mua SSI. chắc cũng khoe với các anh chị luôn tối là nào cũng khoe bây giờ khoe luôn. Đây, sáng nay mua SSI là 19 19.2 lúc 9 giờ 21. Đó. Thì hôm nay thì cổ phiếu này cũng tăng khá là tốt. Đó, các anh chị nào mà mua 19.2 thì hiện tại đang lãi nhẹ rồi khoảng hơn 2% đó ok thì ngoài ra các anh chị có câu hỏi gì chúng ta cứ để lại phần bình luận nhé hoặc là các anh chị có đề xuất làm những video khác về kiến thức hoặc là về những cái kinh nghiệm đầu tư hay như nào đó thì các anh chị cứ để lại phần bình luận thì uh, em Tùng sẽ sắp xếp thời gian để ra thêm những video để làm tăng thêm giá trị cho cộng đồng của chúng ta các anh chị nhé Dạ vâng, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.